Xin chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên, Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Như video trước, Xuân Mỹ đã đưa một phần livestream bộ ba Ngọc Sơn, Đức Thụy, Hồ Văn Cường tại Hà Nội xem như món quà Xuân, bộ ba, ba bác cháu Ngọc Sơn, Đức Thụy, Hồ Văn Cường gửi đến tặng quý khán giả xa gần, trong những ai hâm mộ cậu Út Gò Công và khán giả trong và ngoài nước. Kéo dài hơn 30 phút thì họ đã hát 6 bài hát đơn ca và song ca giữa hai thế hệ 6X và 10X. Mở đầu cho live stream thì anh Ngọc Sơn nói: Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Thụy và cháu Hồ Văn Cường, cả ba bác cháu kính chúc những điều may mắn tốt đẹp nhất đến với đại gia đình Việt Nam và kiều bào trên toàn thế giới. Cố gắng hết sức mình đem những tiết mục âm nhạc vui tươi và lành mạnh cũng như tình cảm chân thành lan tỏa đến với cộng đồng Việt kiều trên toàn thế giới cũng như đại gia đình Việt Nam ta, cùng kính chúc một mùa xuân tươi đẹp nhất. Rồi mở đầu thì em Cường hát bài Hoa Trinh Nữ, rồi sau đó là hai bác cháu cùng song ca bài Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi, rồi bài Trăng Tuổi Hờn, bài Lòng Mẹ, bài Tình Cha, hai cái bài mà coi như là hai bản hit của anh ba Ngọc Sơn, là lúc nào hai bác cháu cũng hát bài này hay mọi người xuất hiện trong tất cả các live stream với anh Bầu Thị thì hai bác hit. Ngầm cho các anti fan biết là anh không để giọng hát tài năng của em Cường lu mờ nha mọi người, tức là dưới sự hỗ trợ của anh Nguyễn Đức Thụy và dưới sự dẫn dắt âm nhạc của anh Ngọc Sơn, anh tự tin mà khẳng định là giọng ca tài năng trẻ cậu Út Gò Công sẽ không bao giờ lu mờ. Rõ ràng rồi. Như vậy thì các anti fan cũng như là những lương con, những cậu vàng mà hôm nay còn sủa đó, bây giờ im được chưa, hay là còn tiếp tục tìm những cái môi móc những cái điều mà không đúng không hay về họ để đem ra là bêu xấu nữa. Mọi người thấy không, hôm nay là tức là càng ngày ở những cái buổi live stream, Xuân Mỹ không nói về những cái buổi hát chính ha. Sau những cái buổi live stream tại nhà anh Nguyễn Đức Thụy thì rõ ràng là vui vẻ, rất là tự tin thoải mái, và lần này hơi chất giọng đều có tiến triển, rất là hay, phải nói là rất là hay. Không phải là anh Ngọc Sơn khen, mà Xuân Mỹ nghe Xuân Mỹ cũng cảm giác là hay hơn, và rất là nhiều hàng ngàn khán giả xem buổi live stream cũng đã khẳng định là lần này em hát rất là hay. Như vậy đủ để khẳng định tài năng thiên bẩm, giọng hát trời phú, chỉ cần có người dẫn dắt về âm nhạc, chỉ cần có người dẫn dắt đúng tầm đúng hướng thì tài năng này sẽ phát triển thôi, đúng không mọi người? Xuân Mỹ chỉ muốn nói với các cái cậu vàng cũng như các cái lương con như thế này, trong cuộc sống á, thì thương ghét ai là quyền của mình ha, thương ghét ai là quyền của mình, nhưng mà không vì đeo bám, không vì mến mộ một người mà ghét một người mà lại dùng những từ ngữ, dùng những lời lẽ, dùng những cái việc làm, những cái hành vi bôi nhọ, bêu rếu người ta, nhất là trên không gian mạng. Xuân Mỹ đã nói rất là nhiều lần ha, Xuân Mỹ đã nói rất nhiều lần trên không gian mạng là cái người mà anh Thụy đã mến mộ từ lúc em bước chân lên sân khấu thi cái cuộc thi tài năng âm nhạc nhí ha, và cho tới giờ cái sự mến mộ dõi theo từng bước chân của em, anh Thụy không bao giờ thôi cái niềm mến mộ đó, và bây giờ là không chỉ bằng lời nói mà anh đã có những cái hành động để là hỗ trợ trực tiếp cho cậu Út Gò Công
Thời gian qua thì trước Tết Dương lịch thì đã có show diễn tại Ninh Bình, rồi hôm qua thì đã có show diễn tại khách sạn Kim Liên, và chiều nay thì trước khi ra sân bay ra về chào quay trở về miền Nam để chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 thì ba bác cháu đã có buổi live stream tại nhà của anh Bầu Thị tiếp tục, và họ đã gửi gắm cái tấm lòng của mình đến với khán giả. Và hôm nay thật là vui và thật là ấm áp và cảm động khi mà em Cường hát, rồi ba bác cháu làm đưa ra những cái kế hoạch, những cái dự định tương lai. Bây giờ thì mọi người chờ Xuân Mỹ sẽ cho mọi người xem hình ảnh này ha. Xuân Mỹ không muốn nói nhiều, chỉ nói như vậy thôi để cho dành những cái phút giây lắng lại để tiếp tục cảm nhận những cái lời ca tiếng hát mà 6 bài hát cái buổi livestream vừa qua. Và Xuân Mỹ hơn ai hết thì Xuân Mỹ rất là mừng, rất là xúc động cho Cửu Gò Công, nhưng mà hy vọng rằng thông điệp này sẽ làm cho các anti fan im lặng hay là dừng lại không công kích của em Cường nữa. Nhưng mà khi trò chuyện với Xuân Mỹ á, thì em Bích Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh là cái người mà biết rất là nhiều về cái ekip bên kia, thì em ấy nói là khi mà Cường được chú Thị và chú Sơn hỗ trợ như vậy, tụi nó không bao giờ buông Cường ra đâu chị ơi. Tụi nó sẽ tiếp tục công kích thằng nhỏ, để thằng nhỏ là từ bỏ cái con đường ca hát. Nhưng mà không nha, em Bích Nguyễn nói vậy, nhưng mà Xuân Mỹ và rất là nhiều người khẳng định với các cái cậu vàng, các anti fan là đừng có mong mà khích bác hay là chửi rủa làm cho em Cường bỏ cái con đường ca hát của mình nha, bởi vì anh Ngọc Sơn đã khẳng định rồi đó mấy đứa. Tài năng trẻ ngày càng tiến xa hơn, càng tỏa sáng hơn, không bao giờ lu mờ. Và tiếp theo cái chương trình này sau đó sẽ có một cái album ra ha. Mấy đứa hãy chờ xem ha. Rồi, video clip của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xin chúc cả nhà chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần vui vẻ ấm áp bên người thân và gia đình. Hãy bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Xin chào tạm biệt.